Good morning California. Chào các bạn đã ghé thăm kênh Rich Phạm Cali. Hôm nay mình có một vài bản tin nho nhỏ, đó là các cổ phiếu xe điện có phần tăng lên chút xíu. Elon Musk mất danh hiệu là vua tiền. Đó là những gì mình muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay. Elon Musk mất danh hiệu người giàu nhất thế giới vào tay ông chủ LV. Bernard Arnault phải trả giá cho vụ bán tháo cổ phiếu Tesla trong tháng 1. Trong vòng một tháng đầu năm thôi là Tesla đã tiêu tùng rất là nhiều cổ phiếu. Giá trị thị trường bị rơi thảm hại. Không những Tesla mà tất cả những các dòng xe điện khác, cổ phiếu cũng rất thảm hại. Elon Musk đã mất quyền khoe khoang với tư cách là ông trùm giàu nhất thế giới vào tay Bernard Arnault, tộc trưởng người Pháp đằng sau gã khổng lồ hàng xa xỉ LV. Sau tháng 1 thảm hại tại khi Tesla mất 200 tỷ đô giá trị thị trường, thì chỉ trong vòng một tháng thôi Tesla mất đi 200 tỷ đô, khiến cho tài sản của ông Elon Musk rất thê thảm, trở thành người giàu thứ nhì thế giới sau cái ông chủ hãng LV. Là cái hãng chuyên sản xuất giỏ xách LV đó. Sự sụt giảm này phản ánh một chuỗi thất bại mà nhà sản xuất xe điện phải gánh chịu trong một tháng, khiến giá cổ phiếu của Tesla giảm 26%. Do đó, giá trị tài sản ròng cá nhân của ông Elon Musk hiện được Forbes ước tính vào khoảng 205 tỷ đô, giảm so với mức đỉnh là 320 tỷ đô vào tháng 11 năm 2021. Thế là coi như là trong một tháng 200 tỷ. Wow, kinh hoàng. Việt Nam mình là mấy năm chưa có được 200 tỷ, cả nước Việt Nam. Mà coi như là ổng mất cái vèo trong vòng một tháng bay tưng 200 tỷ đô. Tesla đầu tiên đã đánh mất ngôi vị nhà sản xuất xe điện hàng đầu vào tay BYD của Trung Quốc trong quý 4. Dữ liệu chính thức sau đó cho thấy Tesla có vấn đề sâu xa ở thị trường ô tô lớn nhất châu Âu, trong khi nhiệt độ lạnh giá ở Mỹ đã gây ra làn sóng lo sợ về độ tin cậy chung của xe điện bên ngoài những vùng có khí hậu ấm áp ở California. Thì đối với những người lái xe điện ở California thì không có mấy ảnh hưởng gì với cái khí hậu này cả. Nhưng mà ngoài California ra thì những cái tiểu bang lạnh nó xuống dưới gần 0 độ hoặc là 0 độ F, thì đó là một cái vấn đề bắt đầu xảy ra đối với những cục pin lithium làm bằng kết hợp với iron, khiến cho cái chất lỏng này nó bị đóng băng, làm cho điện không sạc vào được. Và thế là cục pin bị đứng. Các cáo buộc cũng xuất hiện trên tờ Wall Street Journal rằng hội đồng quản trị của Tesla cho biết Elon Musk đang lạm dụng nhiều loại ma túy. Giám đốc điều hành Tesla sau đó đã làm phức tạp thêm các vấn đề của công ty sau khi dựa vào các giám đốc đồng nghiệp của mình để có gói trả lương có thể tăng gấp đôi cổ phần của mình lên 25%, vì sợ rằng ông sẽ phát triển các kế hoạch AI và robot của mình ở một nơi khác. Ổng vừa hút xì ke ma túy rồi ổng chơi ép cái giám đốc điều hành, hoặc là ép những cái giám đốc dưới quyền của ổng trong những cái từng cái cơ quan, từng cái bộ phận nhỏ nhỏ thì có những cái giám đốc lãnh đạo, thì ổng ép những cái người này phải cho ổng thêm tiền, cái cổ phiếu là 25% cái cổ phiếu mà đã lợi nhuận đã do cái công lao của ổng làm nên. Thì nếu không thì ổng sẽ có kế hoạch là ổng xây dựng một cái cơ quan sản xuất AI và robot riêng ra, không không có làm chung với Tesla nữa. Thế là những cái lùm xùm này khiến cho những cái nhà đầu tư cổ phiếu họ mất niềm tin, cho nên họ không có mua vào mà họ đi bán đổ bán tháo ra.
khiến cho cổ phiếu Tesla rớt thê thảm trong thời gian qua. Cuối cùng, thu nhập quý 4 của công ty vào tuần trước đã trở thành một thất bại về giá cổ phiếu sau khi Tesla từ chối đưa ra hướng dẫn ngoài cảnh báo mơ hồ rằng doanh số bán xe sẽ tăng với tốc độ thấp hơn đáng kể so với năm 2023, khi hãng này giảm giá và hy sinh lợi nhuận để thúc đẩy nhu cầu mua sắm. Ngay cả khi doanh thu tăng 1/5 lên mức kỷ lục 97 tỷ đô vào năm 2023, thu nhập và dòng tiền tự do đều giảm trên diện rộng. Các nhà đầu tư hiện đang tìm cách phân tích hồ sơ 10K hàng năm được công bố vào thứ hai để tìm ra bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào khác ngoài khoản lãi kế toán 5,9 tỷ đô bất ngờ được ghi nhận trong quý 4. Bây giờ họ bắt đầu điều tra hồ sơ kế toán của công ty Tesla, coi thử có cái gì mập mờ hay không. Còn nếu mà có thêm những cái vụ mập mờ về hồ sơ kế toán nữa, thì cái hãng Tesla cũng rất là nguy hiểm, có thể là dẫn đến cổ phiếu tụt giảm thê thảm nữa. Sự giàu có phụ thuộc vào việc liệu thị trường có đánh giá Tesla như một cổ phiếu ô tô hay không. Đó là cái mà người ta chờ đợi để mà các những cái người mà chuyên gia về cái thị trường xe ô tô, họ phải đánh giá lại cái hãng xe Tesla là hãng xe xe điện sử dụng AI là robot hay là chỉ là một cái công ty xe điện bình thường mà thôi. Đó, giống như ông Elon Musk cũng đã nói là BYD của Trung Quốc chỉ là chiếc xe chạy bằng điện thôi, còn chiếc xe Tesla là chiếc xe chạy bằng AI, đó là robot AI chứ không phải đơn thuần là một chiếc xe chạy điện. Bây giờ họ mới lật ngược lại, họ phải đánh giá lại cái chất lượng chiếc xe Tesla như thế nào. Cơ hội tiết kiệm duy nhất của Tesla đến từ việc Musk đề xuất một mẫu xe giá rẻ đầu vào trị giá 25.000 đô sẽ ra mắt vào nửa cuối năm sau. Mặc dù các nhà đầu tư vẫn chưa thấy nhiều thông tin về thiết kế chính thức của cái mẫu xe mà 25.000 đô này, đó là cũng là những thông tin đưa ra mập mờ, không có cái gì chắc chắn cả. Cho nên các nhà đầu tư họ phân vân, họ càng phân vân thì họ càng bán cổ phiếu thế thôi. Mà càng bán cổ phiếu thì Tesla càng rơi rụng. Tài sản cá nhân của Musk hiện phụ thuộc chủ yếu vào một câu hỏi: liệu Tesla có nên được định giá như một công ty AI như CEO Elon Musk khẳng định hay không? Trong trường hợp đó, mức tăng trưởng thấp của năm 2024 chỉ là một điều bất thường, hay liệu nó có gần hơn với một nhà sản xuất hàng hóa theo chu kỳ hay không? Cái sự mà gọi là thoái trào, sự tăng lên là giảm xuống. Thì bây giờ họ mới ngồi lại, họ lục xem lại cái hồ sơ của Tesla. Họ muốn xác định lại cái sự tăng trưởng cổ phiếu của Tesla. Nó giống như là một cái câu chuyện làm ăn bình thường. Thì khi lúc nó phát triển rồi, khi lúc nó bị ngưng phát triển thì cái sự thoái trào của nó thì có đúng như vậy không, hay là có một cái sự mâu thuẫn gì khác khiến cho cổ phiếu của Tesla rớt thê thảm. Để so sánh, gã khổng lồ hàng xa xỉ LV của Pháp đang tăng trưởng sâu, doanh thu quý 4 tạo nên xu hướng chung cho toàn bộ lĩnh vực. Theo Forbes, giám đốc điều hành Perman Arnoff hiện có tài sản trị giá 208 tỷ đô sau khi giá cổ phiếu tăng 12% hôm thứ Sáu. Ông Elon Musk vẫn dễ dàng ở trong khoảng cách ấn tượng với Arnoff, nhưng nếu các nhà đầu tư quyết định Tesla không phải là một cổ phiếu công nghệ và về bản chất chỉ là một nhà sản xuất ô tô được hưởng lợi thế là người đi đầu trong một thời gian, tài sản của ông có thể sụt giảm hơn nữa. Đó là những cái gì mà người ta muốn nhấn mạnh tới cho mình hiểu là nếu như mà những cái người mà
quan tâm đến thị trường ô tô, họ mà đánh giá cái chiếc xe Tesla này chỉ là chiếc xe ô tô điện mà thôi, không có phải là một cái ngành công nghiệp AI đang phát triển á, thì cổ phiếu của Tesla sẽ rớt nữa và rớt thê thảm nữa chứ không phải rớt nhiêu đây. Là vì hiện giờ là doanh thu đã thụt giảm, cộng thêm những cái bê bối lèm nhèm về cái cá nhân của ông Elon Musk nữa, xì ke ma túy, rồi có những cái biểu hiện gọi là ép cổ đông phải cho thêm cái cổ phiếu cho ổng. Cái này là vì ổng cái công lao của ổng tạo nên những cái lợi nhuận cho Tesla. Bây giờ ổng muốn cho ổng thêm 25% cổ phần nữa thì ổng mới bắt đầu ổng mới phát triển cái AI ở tại công ty Tesla, còn không ổng sẽ mở một cái công ty khác ổng làm việc riêng. Đó là những điều khiến cho cổ đông rất là bàng hoàng và bực bội. BYD, đội tiên phong trong ngành xe điện của Trung Quốc, đã đưa ra một câu chuyện cảnh báo về vấn đề đó, trong khi Musk dự đoán nhà sản xuất ô tô này có thể đánh bại sự cạnh tranh toàn cầu thì giá trị của nó chỉ là 70 tỷ đô. Con số này thấp hơn đáng kể so với 13% cổ phần của Tesla mà Musk sở hữu. Do đó, có khả năng vẫn còn rất nhiều nhược điểm nếu nhà sản xuất ô tô của ông Elon Musk được đánh giá lại. Đó, bây giờ cái sau cái cuộc đánh giá này mới biết cái giá trị thật của Tesla nó như thế nào. Còn từ trước đến giờ là ảo. Nếu mà họ nhận định Tesla là một công ty AI thì cổ phiếu nó sẽ tăng lên lại. Còn nếu mà họ đánh giá cổ phiếu của Tesla chỉ là một chiếc xe điện, xe bốn bánh chạy điện thì cổ phiếu nó còn rớt thê thảm nữa. Tiếp theo cái bản tin là các cổ phiếu xe điện có tăng điểm nhẹ, biểu hiện như là Lucid dẫn đầu ở mức tăng là 28% trong những ngày qua. Thì sự tăng giá vào thứ hai diễn ra sau khi khởi đầu khó khăn trong năm, lĩnh vực xe điện gần như đã phải chịu áp lực trong bối cảnh một loạt các đợt hạ cấp và niềm tin định giá xe điện suy giảm khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang các nhà sản xuất ô tô truyền thống hơn như Honda và Toyota. Điều này càng khuếch đại bởi quyết định cắt giảm đội xe của Hertz, là cái Hertz này cái là công ty cho thuê xe đó, khi kia họ mua xe của Tesla rất là nhiều, nhưng mà bây giờ họ nói là do chi phí bảo trì cao và khách hàng không muốn thuê xe điện, là vì đi vào mấy vùng băng giá thì họ sợ bị chết pin với không có chỗ để mà sạc pin, cho nên họ không có thuê ở những cái vùng mà lạnh giá nữa, khiến cho cái chiếc hãng xe Hertz này cũng điêu đứng với cái dòng xe điện. Tuần trước giá cổ phiếu của Tesla đã chứng kiến mức giảm hàng ngày lớn nhất trong hơn một năm sau khi công ty không đạt được kỳ vọng về quý 4 và cảnh báo rằng mức tăng trưởng về lượng xe có thể thấp hơn đáng kể vào năm 2024. Nhưng lĩnh vực này dường như đã chạm đáy với các cổ phiếu của Lucid, Fiskars và Rivian đều đang cải thiện đều đặn từ mức thấp gần đây. Thì tuy là Tesla bị ảnh hưởng nặng nhất thôi, còn như những Lucid, Fiskars hay là Rivian thì họ chỉ là mới khởi đầu, cho nên họ cũng từ dưới đáy thôi, cho nên có xuống đến ngang đó rồi hắn phải dừng lại, và bây giờ bắt đầu nó chuyển mình, nó tăng lên sau khi sự ảnh hưởng của Tesla quá nặng nề. Thì mấy cái cổ phiếu của các hãng như Lucid, Fiskars và Rivian bắt đầu nó không giảm được nữa và nó chuẩn bị rùng mình để nó vươn lên lại. Chỉ có cái anh chàng Tesla là bị lùm xùm đủ thứ hết, cho nên khiến cổ phiếu nó điêu đứng. Thêm vào danh sách hỗn hợp, Lucid đã đạt được thỏa thuận 3 năm với Ma'aden Holding, một công ty con của Saudi Arabia, để cung cấp các tấm nhôm chất lượng cao cho các nhà máy sản xuất của Lucid có trụ sở tại Hoa Kỳ. Thì sau khi mà
rớt tay tua rồi, thì bây giờ họ cũng có những cái hợp đồng mới với những cái nhà sản xuất cung cấp nhôm. Đôi khi cái nguồn cung cấp nhôm không có khiến cho họ là tạo ra những cái sản phẩm giá cao. Bây giờ họ có thêm những nguồn cung cấp nhôm làm nguyên khối đúc làm cái sàn để bọc cái cục pin lại các bạn. Thì đó là một cái cơ hội cho hãng xe Lucid, nó tạo ra được những chiếc xe giá thành nó rẻ hơn hiện tại. Lucid được sở hữu phần lớn bởi quỹ đầu tư công của Ả Rập Saudi. Nó cũng là được những cái công ty ở bên Ả Rập Saudi họ ủng hộ cái hãng xe Lucid này. Vì hãng xe Lucid này cũng thuộc dòng xe sang, cho nên họ đầu tư vào cái hãng xe Lucid. Đó chính vì vậy mà cái hãng xe Lucid thời gian gần đây được bắt đầu nhích 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 lên chút xíu. Nó cũng nằm ở khoảng 3 đồng, 3 đồng mấy, có khi dưới 3 đồng, 2 đồng mấy nữa. Đó thôi mà thôi. Để mình coi lại xem ngay cổ phiếu ngày hôm nay coi những anh chàng xe điện của chúng ta đã tiến triển như thế nào. Coi anh chàng VinFast của Việt Nam thì hôm nay vượt lên được 6 đồng lẻ 7 xu. Là nói chung so với ngày hôm trước thì nó dưới 6 đô và bây giờ nó đã vượt lên được 6 đô 7 xu, thì coi như là cũng có tăng trưởng. Ông thần Tesla, Tesla ngày hôm nay cũng vượt lên được 190 đô, thì so với ngày hôm trước thì nó chỉ có 180 mấy đô thôi, thì nói chung cũng có tăng trở lại. Trước kia thì 185 đô, bây giờ 190 đô, thì nói chung là cũng ngóc 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 lên trở lại hết, chứ không phải là ông nào cũng rớt, nhưng mà rớt mạnh nhất là anh chàng Tesla rớt mạnh nhất, cho nên sự ảnh hưởng của ảnh cũng rất là nặng nề. Còn bây giờ là hãng Rivian như vừa nói thì những cái hãng này không bị ảnh hưởng nhiều, cũng giống như VinFast thì khởi đầu chỉ có mấy 6-7 đô, thì bây giờ nó rớt xuống 6 đô thì nó tăng lên lại 7 đô, đó là chuyện không ảnh hưởng, chuyện bình thường. Thì cái Rivian ngày hôm nay thì 16 đô là coi tăng được 1 đô so với ngày hôm trước là 15 đô. Thì ngày hôm nay ảnh lên được 16 đô. Thì cái nhúc nhích lên được 1 đô rồi rớt xuống đô là chuyện bình thường với những cái cổ phiếu. Còn anh chàng hãng Lucid mà hãng xe mình vừa đọc xong ở cuối bản tin á, thì ngày hôm nay là ảnh lên được là 3 đồng 58 xu. Thì nói chung là ngóp ngóp lên được là 1 đô, cộng đi trừ đi thì cũng được 1 đô, là coi như là tất cả những cái dòng xe mà điện á, thì thời qua tuần này thì có bắt đầu có vẻ là nhúc nhích chui lên, nhưng mà chỉ có anh chàng Tesla đến bao giờ mới đạt được cái mốc trên 200, thì cái đó là một câu hỏi lớn, là bởi vì nó vẫn còn đang lùm xùm nhiều thứ khiến cho cổ phiếu của Tesla rớt quá nặng so với những cái cổ phiếu Rivian, Lucid với lại là VinFast. Thì mấy hãng này nó ở nằm dưới đáy rồi, bây giờ nó có rớt xuống nữa ngang đó thôi, nó không rớt xuống nữa, nó không thủng đáy được nữa rồi, thì vì cái đáy nó ngang đó rồi, thì bây giờ nó chỉ dao động từ 1 đến 2 đô lên xuống vậy thôi. Thì bản tin hôm nay cũng đến đây đã kết thúc cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chúc tất cả các bạn một ngày thật là vui, bình an. Hẹn video tiếp theo nhé. Bye bye.